Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin cập nhật về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hiện tại, các cô gái của chúng ta đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu cực kỳ quan trọng trong tháng 7 tới, đó là FIVB Challenger Cup 2024 tại Philippines. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một nhân tố cực kỳ quan trọng, không phải là Thanh Thúy hay Bích Tuyền mà là một nhân tố bí ẩn với biệt danh Ca. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào nhân tố đặc biệt này, người được coi là chìa khóa giúp huấn luyện viên Tuấn Kiệt và toàn đội vượt qua ngưỡng khó khăn tại giải đấu thế giới. Kính thưa quý vị, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tích cực tập chiến thuật ở Quảng Ninh để chuẩn bị đánh giải thế giới. Nhưng dù chơi với chiến thuật nào thì huấn luyện viên Tuấn Kiệt cũng cần ngôi sao này tỏa sáng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ trong nội dung ngay sau đây. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho giải FIVB Challenger Cup 2024 tại Philippines, nơi họ sẽ đối mặt với những thử thách không nhỏ. Một trong những câu chuyện nổi bật khi nói đến khả năng vượt ngưỡng của đội tuyển chính là điểm yếu cố hữu trong khâu đỡ bước 1, một vấn đề đã tồn tại lâu nay và là mối quan tâm lớn của các chuyên gia. Khách quan mà nói, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện khâu đỡ bước 1. Tuy nhiên, cải thiện không có nghĩa là đã đạt yêu cầu. Đây vẫn là điểm yếu cần được khắc phục triệt để, vì khả năng đỡ bước 1 ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tấn công của đội. Nếu khâu chuyền 1 không tốt, chuyền 2 sẽ gặp khó khăn trong việc tạo ra các pha bóng đẹp mắt và thuận lợi cho các tay đập. Dù là những ngôi sao như Trần Thị Thanh Thúy hay Bích Tuyền, nếu không nhận được những pha chuyền bóng chính xác từ đồng đội, họ cũng khó có thể tỏa sáng và ghi điểm một cách hiệu quả. Tại FIVB Challenger Cup 2024, tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với những đối thủ có kỹ năng phát bóng mạnh mẽ, đặc biệt là từ các đội châu Âu và những đội tuyển hàng đầu thế giới. Các đội bóng này thường sử dụng chiến thuật làm khó đối phương ngay từ quả giao bóng bằng cách nhảy và đập bóng cực mạnh, tạo ra áp lực lớn cho hàng phòng ngự của chúng ta. Việc đỡ bước một tốt không chỉ là nhiệm vụ của các cầu thủ chuyền một mà còn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả đội. Các cầu thủ cần có sự tập trung cao độ, kỹ năng xử lý bóng tốt và khả năng phán đoán tình huống nhanh nhạy. Chúng ta đã từng phải đối mặt với những kiểu giao bóng đầy thách thức này khi gặp đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Pháp tại FIVB Challenger Cup 2023, cũng như khi đối đầu với các câu lạc bộ hàng đầu thế giới tại giải vô địch các câu lạc bộ thế giới cuối năm 2023. Những trải nghiệm quý báu này đã giúp các vận động viên của chúng ta dần làm quen và từng bước thích ứng với những đối thủ sở hữu khả năng giao bóng sấm sét. Tại FIVB Challenger Cup 2024, nếu tiến vào vòng bán kết, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu thêm 2 trận nữa, đối đầu với những đối thủ chắc chắn được đánh giá mạnh hơn chúng ta. Rất có khả năng họ sẽ áp dụng chiến thuật tấn công phủ đầu bằng những quả giao bóng sấm sét, những pha nhảy và đập bóng mạnh mẽ. Thành bại của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ khâu bắt bước 1, và ở đây, Libero Khánh Đan đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khánh Đan đã chứng tỏ mình là Libero số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay với vô số pha đỡ bóng và cứu thua ngoạn mục. Ngôi sao của VTV Bình Điền Long An chắc chắn cần tiếp tục tỏa sáng tại FIVB Challenger Cup 2024. Những pha bắt bước một xuất sắc và khả năng phòng ngự hàng sau của cô ấy sẽ là yếu tố then chốt giúp đội tuyển Việt Nam có cơ hội gây khó khăn cho những đối thủ mạnh. Trong bối cảnh những trận đấu căng thẳng đang chờ đợi phía trước, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ sẽ là chìa khóa giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua thách thức. Sự tỏa sáng của Khánh Đan không chỉ đem lại hy vọng mà còn truyền cảm hứng cho toàn đội, giúp chúng ta có thể đứng vững và chiến đấu đến cùng trước những đợt tấn công mạnh mẽ từ đối thủ. Các trận đấu tới đây sẽ không chỉ là thử thách về kỹ thuật mà còn là cuộc chiến về tinh thần và bản lĩnh của các cô gái vàng của bóng chuyền Việt Nam. Cả Thanh Thúy, 1m90, và Bích Tuyền, 1m88, đều sở hữu chiều cao ấn tượng và khả năng tấn công tuyệt vời, cả khi đứng cận lưới lẫn khi đập bóng sau vạch 3m. Với lợi thế về thể hình và kỹ thuật, họ trở thành những mũi nhọn tấn công không thể thiếu của đội tuyển. Tuy nhiên, để những pha tấn công này đạt hiệu quả cao nhất, việc chuyền hai phải thật chính xác, và điều này đòi hỏi chúng ta phải làm tốt từ khâu chuyền một. Kiều Trinh và Tú Linh đều là những cầu thủ phòng ngự rất nhiệt huyết, luôn chơi bóng với tinh thần lăn xả không biết mệt mỏi. Nhưng khi nói đến chuyên gia phòng ngự, Khánh Đan vẫn là lựa chọn hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Với những pha đỡ bóng và cứu thua ngoạn mục, cô đã khẳng định mình là Libero số 1, mang đến sự ổn định và an tâm cho cả đội. Libero sinh năm 2000 này không chỉ là bức tường vững chắc ở tuyến sau mà còn là người truyền lửa cho toàn đội với tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Những khoảnh khắc xuất sắc của cô trên sân sẽ không chỉ góp phần ngăn chặn những pha tấn công mạnh mẽ của đối thủ mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các chuyền hai thực hiện những pha bóng hoàn hảo cho Thanh Thúy và Bích Tuyền tấn công. Hy vọng rằng tại FIVB Challenger Cup 2024,
Khánh Đan sẽ tiếp tục duy trì được phong độ cao, tiếp tục tỏa sáng và góp phần đưa đội tuyển Việt Nam tiến xa hơn nữa. Sự kết hợp giữa khả năng tấn công mạnh mẽ của Thanh Thúy và Bích Tuyền cùng với khả năng phòng ngự tuyệt vời của Khánh Đan sẽ là chìa khóa mở ra những cơ hội mới, những chiến thắng vang dội, và hy vọng rằng, với tất cả sự nỗ lực và quyết tâm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ viết nên những trang sử mới đầy tự hào trên đấu trường quốc tế. Kính thưa quý vị, mặt khác chuyến tập huấn tại Tam Đảo vừa qua đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Với khí hậu mát mẻ và điều kiện địa hình đa dạng, Tam Đảo không chỉ là nơi lý tưởng để rèn luyện thể lực mà còn giúp các cầu thủ nâng cao khả năng đỡ bước một yếu tố then chốt khi đối đầu với các đối thủ mạnh tại giải bóng chuyền thế giới sắp tới. Những ngày luyện tập tại Tam Đảo, các cô gái của chúng ta đã trải qua những bài tập khắc nghiệt nhằm tăng cường sức bền, sự dẻo dai và khả năng phản xạ nhanh nhạy. Mỗi buổi tập đều được thiết kế kỹ lưỡng để đảm bảo rằng từ khâu khởi động, rèn luyện thể lực cho đến thực hành chiến thuật, mọi thứ đều đạt hiệu quả cao nhất. Khả năng đỡ bước một cũng được chú trọng đặc biệt, bởi đây chính là yếu tố quyết định sự thành công trong các pha bóng tiếp theo. Người hâm mộ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội tuyển. Họ mong chờ sự tỏa sáng của các cô gái vàng bóng chuyền Việt Nam tại FIVB Challenger Cup 2024. Những hình ảnh từ buổi tập luyện tại Tam Đảo, với sự cố gắng không ngừng của từng cầu thủ, đã tạo nên niềm tin mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Các cô gái không chỉ tập luyện với tinh thần chiến đấu cao độ mà còn thể hiện sự đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm vượt qua mọi thử thách. Chặng đường phía trước chắc chắn không hề dễ dàng. Đối thủ tại FIVB Challenger Cup 2024 đều là những đội bóng mạnh, có kỹ thuật tốt và chiến thuật thông minh. Nhưng chính những ngày tháng khổ luyện tại Tam Đảo đã trang bị cho các cô gái của chúng ta sự tự tin và bản lĩnh cần thiết. Họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, từng pha giao bóng mạnh mẽ, từng đợt tấn công dồn dập từ đối phương. Người hâm mộ Việt Nam không chỉ chờ đợi những chiến thắng, mà còn chờ đợi được thấy tinh thần chiến đấu kiên cường, sự cố gắng không ngừng nghỉ của đội tuyển. Những kỳ vọng và niềm tin đó sẽ là động lực to lớn để các cô gái bóng chuyền Việt Nam thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng đẹp mắt và đầy kịch tính. Tại FIVB Challenger Cup 2024, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ không chỉ thi đấu vì thành tích mà còn vì niềm tự hào dân tộc. Họ sẽ mang trong mình niềm tin và hy vọng của hàng triệu người hâm mộ, với quyết tâm viết nên những trang sử mới cho bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Chúng ta hãy cùng dõi theo và cổ vũ cho các cô gái vàng, mong rằng họ sẽ mang về những chiến thắng vang dội, làm rạng danh thể thao nước nhà. Thông tin tiếp theo, Trần Thị Thanh Thúy mang tin vui cho cổ động viên trước thềm giải thế giới, xác định thời gian đội tuyển bóng chuyền Việt Nam chơi trận ra quân. Theo thông tin từ fanpage của Trần Thị Thanh Thúy, 4T đã trở lại hội quân cùng với đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vào ngày 16 tháng 6. Trước đó có thông tin cho rằng Trần Thị Thanh Thúy phải điều trị chấn thương ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi trở về từ AVC Challenge Cup 2024, còn những vận động viên còn lại của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn ở Tam Đảo. Như vậy lúc này, đội tuyển bóng chuyền nữ đã có đủ lực lượng cho giải đấu thế giới sắp tới. Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dự FIVB Challenger Cup 2024 vào tháng sau. Đây là giải đấu theo thể thức loại trực tiếp, khởi tranh từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp chủ nhà Philippines ở trận ra quân, tứ kết. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 0 phút ngày 4 tháng 7. Nếu thắng Philippines, thầy trò huấn luyện viên Tuấn Kiệt sẽ góp mặt ở bán kết và đụng độ đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cộng hòa Séc. Nếu vượt qua tứ kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đánh thêm 2 trận nữa, bán kết, chung kết hoặc tranh hạng 3. Vào năm 2023, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã dự FIVB Challenger Cup trên đất Pháp nhưng thua chủ nhà ngay trận ra quân. Tuy nhiên lần này, cơ hội để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiến sâu ở FIVB Challenger Cup là rất lớn khi mà Philippines không được đánh giá cao. Họ vừa giành hạng 3 ở AVC Challenge Cup 2024. Danh sách 14 cầu thủ tuyển bóng chuyền Việt Nam dự FIVB Challenger Cup 2024 gồm Trà My, Thanh Thúy, Kim Thoa, Khánh Đan, VTV Bình Điền Long An, Kiều Trinh, Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền, Binh Chủng Thông Tin, Lê Thị Yến, Như Quỳnh, Quảng Ninh, Bích Tuyền, Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, LPB Ninh Bình, Trà Giang, Việt Tinh Băng, Tú Linh, Hóa Chất Đức Giang.